Tử vi tuổi Sửu tháng 11 âm lịch năm 2020. Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí to lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ tới quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Sửu trong tháng 11 âm lịch năm 2020. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên. Mời quý anh chị và các bạn sẽ theo dõi video cùng kênh Phong thủy Gia Cát để biết thêm thông tin chi tiết. Quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 11 2020 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11 năm 2020, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Tháng này không phải tháng nhiều đen đủi đối với những người tuổi Sửu. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 11 âm lịch, những gia chủ tuổi Sửu sẽ cần đặc biệt chú ý. Ngày âm lịch mùng 4 tháng 11 năm 2020, tức ngày 18 tháng 12 2020 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi. Ngày âm lịch 16 tháng 11 năm 2020, tức ngày 30 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi. Ngày âm lịch 28 tháng 11 năm 2020, tức ngày 11 tháng 1 năm 2021, có dương lịch là Kỷ Mùi. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tránh chi tiêu tiền của và những việc không cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc luôn hanh thông, may mắn, tuổi Sửu hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy là Quang Minh Pháp Bảo. Nếu luôn mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn trên cả con đường tình duyên và sự nghiệp. Các ngày tốt đối với người tuổi Sửu trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Ngày âm lịch mùng 9 tháng 11, tức ngày 23 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý. Ngày âm lịch 12 tháng 6 năm 2020, tức ngày mùng 1 tháng 8 2020 dương lịch, có nạp giáp là Bình Tý. Ngày âm lịch 21 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ thuận lợi, đạt được kết quả như ý. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Sự nghiệp của những người tuổi Sửu tháng 11 âm lịch năm 2020. Năm 2020, gia chủ tuổi Sửu hãy chuẩn bị cho một tháng 11 đầy khó khăn và gian khổ. Dù rất vất vả nhưng con giáp tuổi Sửu tìm thấy nhiều niềm vui cũng như sự thăng hoa trong công việc. Đó là những tín hiệu tốt cho thấy những kết quả tốt đẹp sắp đạt được trong thời gian tới. Tháng này, tuổi Sửu có thể có những bước tiến tốt trong đường công danh. Bằng năng lực của mình, tuổi này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong sự nghiệp, trở nên nổi bật trước các đối thủ. Nếu bạn bước vào thương trường hoặc tham gia cạnh tranh để giành một vị trí nào đó trong công sở, thì hãy cứ tự tin thể hiện bản thân mình vì bạn có vận may thành công rất cao.
Trong công việc, tuổi Sửu cần cố gắng tương tác nhiều hơn với các đồng nghiệp, tránh làm nảy sinh sự ghen tị, hiềm khích từ những người xung quanh. Bạn cũng không nên chú ý đến những lời thị phi, nếu không tâm lý bạn sẽ bị tác động, thậm chí bị kéo vào phiền toái. Để kết quả sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên tuổi Sửu nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy là Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tình duyên, hôn nhân tuổi Sửu tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch này, tuổi Sửu còn đang độc thân thì có nhiều mối nhân duyên mới. Nếu biết nắm bắt cơ hội, có thể xe duyên với người hằng thương nhớ. Tháng này bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra với gia chủ tuổi Sửu đã có gia đình, nhưng không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Tuy nhiên, thời gian này cũng có thể sẽ xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến buồn phiền, trăn trở, lo nghĩ. Tháng này bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Sửu. Người độc thân có thể được bạn bè giới thiệu làm mai. Người đã có người yêu lại sẽ bị hiểu nhầm bởi những quan hệ khác phái thân thiết, có nguy cơ làm sạn vỡ mối quan hệ. Cần sự minh bạch trong các mối quan hệ. Tuổi Sửu hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy phòng tam giác phái vận để hóa giải những xui xẻo, thị phi bùa vây, kích đào hoa, tăng nhân duyên hòa hợp. Vòng tam giác khai vận của phong thủy lộc. Vòng tam giác khai vận của phong thủy lộc tài được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiếu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc, đào hoa cho gia chủ. Tài lộc tuổi Sửu tháng 11 âm lịch. Tháng này, tuổi Sửu có nhị hợp nâng đỡ nên nhìn chung về tài lộc khá ổn định, việc làm ăn, hợp tác rất tốt. Nên tận dụng thời gian này để tìm đối tác phù hợp cho những kế hoạch sắp tới của mình. Người làm kinh doanh nói chung công việc khá ổn định, thu về nhiều tiền và có thể dùng vốn đầu tư thêm. Chắc chắn bằng sự nỗ lực của mình, bạn sẽ mở được thêm nhiều cơ sở, gây dựng thêm nhiều uy tín. Chỉ là đừng quá mạo hiểm đầu tư lớn, cũng phải biết đối tác hay người kết hợp làm ăn với mình như thế nào, phòng bị lừa gạt. Những anh chị tuổi Sửu thân mến, bạn đừng đặt mục tiêu về kinh tế quá lớn, xa vời với kết quả hiện tại. Mỗi bước đường thành công cần xây dựng thêm một quá trình nắm bắt cơ hội và cố gắng. Bước sang tháng 11 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Sửu chăm chỉ, cố gắng hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thì các gia chủ tuổi Sửu sẽ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài luôn rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông. Sức khỏe của tuổi Sửu tháng 11. Thổ khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của tuổi Sửu trong tháng 11 âm lịch. Tuổi Sửu dù công việc có bận rộn cũng nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe cho mình. Dù rất là khó tránh được bệnh vặt, tuy nhiên nếu tinh thần bạn luôn tích cực, lạc quan thì mọi việc sẽ ổn nhanh thôi. Người trẻ nên kết hợp công việc và nghỉ ngơi hợp lý, trong khi người trung niên nên hạn chế thức khuya. Phụ nữ tuổi Sửu nên chú ý các bệnh vặt như phụ khoa, đau dạ dày. Khuyên tuổi Sửu sử dụng ngay vòng tam giác khai vận để cải thiện tinh thần cũng như sức khỏe cho bản thân. Tử vi của từng tuổi Sửu trong tháng 11 âm lịch. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Ất âm mộc gặp mậu đương thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Sự nghiệp tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng này sẽ liên quan mật thiết đến những nỗ lực của bạn. Bạn càng nỗ lực nhiều hơn, bạn sẽ càng nhận được nhiều hơn trong tháng này. Nhưng nếu bạn lười biếng và cố gắng trốn tránh công việc, bạn chắc chắn sẽ không đạt được gì trong tháng này. Mặc dù sẽ có rất nhiều thách thức trong công việc của bạn, nhưng bạn sẽ luôn có thể nhận được kết quả tốt khiến bạn không ngờ đến. Miễn là bạn kiên trì và cố gắng. Thầy Gia Cát khuyên tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 hãy sử dụng vòng tay, tam giác, khai vận để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997.
Đinh âm hỏa gặp mậu dương thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng cát lành cho tuổi Sửu, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc và sự phát triển tốt đang đợi bạn ở phía trước. Tháng 11 âm lịch đối với anh chị Đinh Sửu, sinh năm 1997, đây là tháng học, tháng xây, đây chưa phải tháng hưởng, chưa phải tháng thành hoa kết quả. Khó khăn sẽ có, mệt mỏi sẽ tới, nhưng chỉ cần tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997, bền tâm, vững chí. Để cho đất trời mài mòn những khuyết điểm của bản thân, sắc bén những điểm mạnh mình sẵn có. Để tăng cường sức khỏe đón vận khí tốt, anh chị tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997, cần mang bên mình vật phẩm phong thủy là kim bài thái tuế để hóa giải những vận xui, đem lại may mắn, bình an cho bản thân. Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009. Tuổi Kỷ Sửu 2009 đang còn ngồi trên ghế nhà trường, cha mẹ nên chú ý chỉ bảo các em tập trung vào học tập, vì tháng 11 này là tháng học tập đối với những người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009. Trong trường lớp, cẩn trọng lời ăn tiếng nói với bạn bè để tránh gặp những va chạm không đáng có, ảnh hưởng đến thành tích nổi bật của bản mệnh. Sử dụng ngay vật phẩm phong thủy tam giác khai vận để đem lại may mắn trong học tập. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong mạng, nếu có nhiều cát tinh, phần lớn học cao hiểu rộng, những thích phiêu lưu mạo hiểm, thông minh, văn võ hiển đạt, thường dựa vào học vấn của mình mà làm nên sự nghiệp, rạng rỡ tông môn, được quý nhân phù trợ, giàu sang và nổi tiếng. Trong tháng 11 âm lịch, tuổi Tân Sửu cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá sức, nên chăm chỉ đọc sách, đi chùa, cầu nguyện để tâm được tĩnh lặng, nâng cao đời sống tinh thần. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, anh chị tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy là kim bài thái tuế để hóa giải những vận xui, đem lại may mắn, bình an cho bản thân. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tháng 11 này, tuổi Quý Sửu có số đào hoa, đặc biệt là nếu đã kết hôn thì đây có thể là kẻ phá hoại gia đình bạn. Bạn cần cẩn trọng với các mối quan hệ. Về tài lộc và sự nghiệp thì không có sự tiến triển rõ ràng. Còn về sức khỏe khá tốt, bạn nên tập thể dục thường xuyên, nghỉ ngơi hợp lý và hãy nhớ đi khám sức khỏe định kỳ thường xuyên. Quý anh chị vừa theo dõi vận trình của người tuổi Sửu trong tháng 11 năm 2020 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức của chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị sẽ áp dụng vào cuộc sống để đạt được những kết quả thật tốt về các phương diện. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị và các bạn luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.